Tôi vừa mới bóc hộp được ba cây đàn guitar Nhật, vừa được chuyển trực tiếp đến đây. Vẫn còn nguyên này, cả những cái bao bì đóng gói. Trong đây thì gồm có ba cây. Cây thứ nhất là cây Matsuka M50 Made in Japan, Nhật Bản. Cây này thì ngoại hình thì gọi là quá cây khủng, quá mới luôn. Mới đến mức quá cây khủng luôn, gần như là chưa sử dụng. Khóa mới, đầu đàn mới. Chỉ có duy mặt trước là có một số vết chấm chấm. Dấu vết là có sử dụng thật, chứ không phải là đàn mua về để cất. Có, đàn này có sử dụng. Mặt có một số vết chấm, biết là gõ móng vào hay là chìa khóa va vào, cũng có một số vết đốm đốm. Mà thôi, như thế này cũng là ok, hoàn hảo rồi. Một cây đàn đến 40 năm tuổi rồi mà còn đẹp và mới này là rất hiếm nhé. Rất đáng để sưu tầm và sử dụng. Cây tiếp theo, Suzuki G150 Kisho Suzuki Violin Company Limited G150. Cây này cũng rất đẹp này, vân gỗ đẹp. Cây tiếp theo là cây Genon của Tatsuno Genon Japan Nhật Bản, của công ty Tatsuno Genon. Model là 130, No 130. Cây này thì đỏ ao luôn. Ai thì tín đồ của màu đỏ ối thì đúng là lấy cây này, quá tuyệt vời, rất mới và đẹp. Video chi tiết tôi sẽ quay ở video sau và báo giá ở phần bình luận và mô tả. Tôi sẽ xem lại tất cả các loại phí và thuế thì tôi mới biết chính xác được. Nổi bật nhất thì vẫn phải đáng chú ý với nhất vẫn phải là cây Matsuka M50 này. Cây này nếu như nó mà mặt trước nó 100% mới thì đúng là không dám dùng. Chúng ta sẽ cất ở tủ kính và để ngắm thôi, chứ không ai dám dùng nữa. Bởi vì nó quá mới luôn. Từ khóa cho đến tất cả các chi tiết tem, đường keo, gót cần này nó mới tinh hết luôn. Mới thì gọi là mới mới, không có vết sử dụng luôn. Chỉ có duy nhất mặt trước có một số vết chấm chấm thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.